Chị để nó mất nha. Ừ, cắm điện mất. Cắm điện lên là để nó sẽ sáng lên như này anh ạ. Mình cắm điện để một lúc xong rồi mình ấn giữ máy một lúc. Mình thấy rõ không? Chị cho em kìa. Không rõ nữa. Em muốn chọn màn hình. Mờ nhở? Đây, ấn giữ xong rồi lên một tí là được rồi. Hơi ra đều này. Đến khi mà hơi ra đều này mình bắt đầu ủi rồi. Hơi khó nhìn nhỉ. Quay chị quay. Ừ, chị quay cái đầu khói vào trong này. Vẫn thế. Ừ. Cái đèn này.